chưa có quy định yêu cầu người dân ký cam kết nếu không tiêm vaccine COVID-19. Giáo sư Lân cho biết, WHO nhận định, thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch, biến chủng có thể làm bùng phát dịch trở lại và vẫn đang trong tình trạng y tế công cộng khẩn cấp Omicron chưa là biến thể cuối cùng. Tại Việt Nam, kết quả giải trình tự gen mới nhất xác định, Việt Nam đã có xâm nhập chủng 3 năm là chủng mới. Các nguy cơ có thể lấn lướt chủng cũ 32, chủng mới này xâm nhập là tất yếu do giao lưu đi lại. Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam COVID-19 vẫn là bệnh lưu hành nhóm A. Trước đó, theo Bộ Y tế, đến ngày 23 tháng 6 năm 2022, một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ. Một số địa phương tiến độ tiêm chậm so với số vaccine được phân bổ, dẫn đến nguy cơ không sử dụng hết, phải hủy bỏ. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều người chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4. Khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vaccine, ưu tiên sử dụng trước vaccine có hạn sử dụng ngắn, tránh để hết hạn, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trao đổi với Thanh Niên bên lề họp báo, một chuyên gia cho hay yêu cầu người dân ký cam kết là không đúng, hiện không có văn bản nào quy định như vậy. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!